Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một cái game tên là Rút hàng đây, nghĩa là bấm vô và chơi. Gì? Game gì vậy trời? Gì? Game quá vậy? Tối thui vậy? Ôi trời, cái gì nữa? What? Cái gì đây trời? Gì? Rồi vãi vậy. Cái gì vậy trời? Đây là phích cắm hả? Cái gì? Gì vậy trời? Hello. 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 Hi. Do I know you? I don't know. Do you know Do me? you know me? How could I know? I know. No, you don't. Yes. No. Yes.
Không đúng rồi, nó cứ chạy hoài. Có hai cái tùy chọn đó mà nếu mà không đúng thì bấm nó cứ chạy hoài nha. I love you. I don't think I love you. I love you. I think you don't love me. Tôi không nghĩ tôi yêu bạn. I know I love tôi biết you. Tôi yêu bạn. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. Hai cái tùy chọn như nhau hết. I'm leaving. Thích ba người. Thôi lại gì đi trời. Bó tay. Đây chỉ là cái phích cấm thôi nha. Ôi ơi. Khó dữ vậy. Trời ơi. Còn dây nữa đâu trời. Vậy cái gì vậy? Càng nghe càng đáng sợ. À, ở đây là hết rồi nha. Ở đây có end nè. Đó, đây là những cái chương của game. Coi như mình chơi cái game indie ngắn rồi tới đây là hết rồi. Nội dung cũng bựa đây chứ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.